Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của tôi. Hoa hậu Nam em đã bị xử phạt 37,5 triệu đồng vì hành vi ồn ào trong một buổi livestream. Nam em, một cái tên đang gây xôn xao trong cộng đồng mạng người Việt tại Mỹ. Gần đây, cô ấy đã bị xử phạt 37,5 triệu đồng vì hành vi vi phạm hành chính. Dưới đây là chi tiết về sự việc. Hành vi vi phạm, Nam em liên tiếp tổ chức livestream trên các tài khoản mạng xã hội. Trong những buổi livestream này, cô ấy gợi lại chuyện tình cảm ồn ào trong quá khứ và không ngại tiết lộ góc khuất showbiz. Cô còn có phát ngôn liên quan đến Bác Hồ trong một buổi livestream, gây ồn ào trên mạng xã hội và thu hút nhiều thông tin tiêu cực. Quyết định xử phạt, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hoa Khôi Nam Em. Cụ thể, cô bị phạt về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc tổng số tiền xử phạt là 37,5 triệu đồng. Khuyến cáo và tương lai, Sở Thông tin và Truyền thông khuyến cáo bà Nguyễn Thị Lệ Nam em nếu tái phạm và tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính, sẽ xem xét tình tiết tăng nặng theo quy định. Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định pháp luật. Nam em hành trình từ ồn ào đến bài học. Nam em, một cái tên đã trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng người Việt tại Mỹ trong thời gian gần đây. Cô nàng này không chỉ nổi tiếng với những bản cover âm nhạc đầy cảm xúc mà còn với những cuộc livestream gây xôn xao. Bài viết này sẽ đưa bạn qua hành trình của Nam Em, từ những khoảnh khắc ồn ào đến những bài học quý báu. Cuộc sống trên YouTube, Nam Em đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người Việt tại Mỹ thông qua kênh YouTube của mình. Những buổi livestream của cô thường đông đảo người xem nhưng cũng không ít lần gây tranh cãi. Cô ấy thường tự do diễn đạt, thậm chí đôi khi quá đà, khiến nhiều người phải bất ngờ và phản ứng trái chiều nam em đang trải qua một hành trình phức tạp trên youtube cô ấy đã học được nhiều bài học quý báu và chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển cộng đồng người việt tại mỹ cũng đang chờ đợi xem nam em sẽ đi đến đâu trong tương lai cuộc phản ứng của cộng đồng đối với nam em nam em đã trải qua nhiều giai đoạn phản ứng từ cộng đồng người việt tại mỹ dưới đây là một số chi tiết về sự phản ứng này ban đầu hiện tượng mới nổi ban đầu nhiều người coi nam em là một hiện tượng mới nổi trên mạng xã hội Cô ấy thu hút sự chú ý với những bản cover âm nhạc và những cuộc livestream đầy cảm xúc. Sự chỉ trích và tranh cãi, tuy nhiên, sau những lần ồn ào, Nam em bắt đầu gặp phải sự chỉ trích từ cộng đồng. Cô ấy thường tự do diễn đạt, thậm chí đôi khi quá đà, khiến nhiều người phải bất ngờ và phản ứng trái chiều. Cư dân mạng chia thành hai phe, phe ủng hộ, một số người thấy đây là một bài học cho Nam em, một cơ hội để cô ấy thay đổi và trưởng thành. Phe phản đối một số người cảm thấy tội cho cô ấy và lo lắng về hình ảnh của người việt tại mỹ nam em đang trải qua một hành trình phức tạp trên youtube cô ấy đã học được nhiều bài học quý báu và chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển cộng đồng người việt tại mỹ cũng đang chờ đợi xem nam em sẽ đi đến đâu trong tương lai bài học từ nam em tự kiểm soát nam em đã học được rằng việc tự kiểm soát trong việc diễn đạt là quan trọng cô ấy đang dần học cách thể hiện mình một cách chín chắn hơn Trách nhiệm với cộng đồng, Nam em đã nhận ra rằng mình có trách nhiệm với cộng đồng người xem. Cô ấy đang cố gắng thay đổi hình ảnh của mình để không gây ảnh hưởng xấu đến người khác. Sự cảm thông, cộng đồng cần thể hiện sự cảm thông với Nam em. Đôi khi, chúng ta cần nhìn xa hơn, thấu hiểu hơn để không chỉ nhìn vào những lỗi lầm. Nam em đang trải qua một hành trình phức tạp trên YouTube. Cô ấy đã học được nhiều bài học quý báu và chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển cộng đồng người việt tại mỹ cũng đang chờ đợi xem nam em sẽ đi đến đâu trong tương lai đừng quên nhấn nút đăng ký và nút like để không bỏ lỡ những video thú vị khác